Vượt qua nhiều vòng tuyển chọn với hàng ngàn thí sinh, 35 gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 sẽ bước vào thử thách cuối cùng. Đêm thi chung kết vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay, 13 tháng 11 tại quảng trường Grand World Phú Quốc. Và một trong những bông hoa xinh đẹp được kỳ vọng sẽ thực sự tỏa sáng chính là một người con của quê hương Tây Ninh, Trịnh Thị Trúc Linh. Và ekip của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã có một cuộc phỏng vấn nhanh cùng với Trúc Linh trước giờ rê. Mời quý vị cùng theo dõi. Trịnh Thị Trúc Linh ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 với số báo danh 823. Cô gái sinh năm 2000 với chiều cao 1m71, hiện đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã xuất sắc ghi tên mình vào top 1 bình chọn đêm bán kết và đang là một trong những thí sinh được đánh giá cao đầy tiềm năng tại đêm chung kết. Hướng tới hình mẫu năng động, cô tích cực trau dồi và bổ sung kinh nghiệm, kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Là một người con của quê hương Tây Ninh, Trúc Linh luôn thể hiện sự tự hào khi quảng bá nét đẹp văn hóa con người Tây Ninh đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Chúng ta cùng chúc cho cô gái này sẽ chạm tay vào chiếc vương miện danh giá trong đêm chung kết nha. Linh xin chào tất cả mọi người, những người đang trên đài và những người Tây Ninh, đặc biệt là những người bạn bè đã luôn luôn ủng hộ và support cho Linh trong khoảng thời gian vừa qua. Thì thật ra đây là lần đầu tiên mà Linh tham gia một chiến trường sắc đẹp. Bây giờ Linh đã không còn lo lắng nữa và chuẩn bị một tâm lý hết sức vững vàng để có thể chiến đấu hoặc là tỏa sáng trong đêm nay. Tính đó thì hiện tại thì cũng đã gần một tháng trời mà Linh đồng hành cùng cuộc thi từ Bắc ra Nam rồi. Cho nên là trong cái đêm cuối cùng, đêm thi chốt, đêm quan trọng nhất này thì Linh mong mình sẽ được giữ được cái sự bình tĩnh, sự vững vàng và Linh đang sự chuẩn bị cho mình một sự tự tin nhất định để có thể hoàn thành tốt nhất cuộc thi của mình trong đêm nay. Thật ra khi mà đến với đấu trường sắc đẹp này thì mọi người ở đây, các cô gái ở đây rất là tuyệt vời, ai cũng rất là xinh đẹp và tài năng hết. Nhưng mà Linh luôn tự tin rằng bản thân mình có một thế mạnh là không bao giờ bỏ cuộc và sự kiên trì. Thật ra trong cuộc thi này có rất là nhiều kỷ niệm rất đáng nhớ với mình. Nhưng mà có một kỷ niệm nhớ nhất đó là vào đêm bán kết của cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam ở tại Hà Nội. Thì trong lúc mà mọi người đang đồng diễn thì mình đang hoàn thành phần thi của mình, giống như tất cả mọi người thì mình bị té. Mọi người đi lúc vào đi ra thì mình bị tai nạn sân khấu, mình bị té và không để ý, mình đã bị chảy máu chân ở đầu gối rất là nhiều. Nhưng mà đêm đó thật là may mắn mình đã giữ được sự bình tĩnh và sự tự tin nhất có thể. Mình không quan tâm tới vết thương của mình luôn, mình đứng dậy mình đi tiếp để không ảnh hưởng tới cuộc thi cũng như không ảnh hưởng tới mọi người. Và kết quả là cuộc thi đêm bán kết đã hoàn thành một cách rất là trọn vẹn, rất là tốt đẹp và mình rất là vui vì điều đó. Thật sự rất là cảm kích vì điều đó. Anh chưa bao giờ nghĩ là mình có thể được mọi người quan tâm và ủng hộ nhiều tới như vậy. Cho nên là thật ra rất là cảm động. Trong quá trình tham gia cuộc thi có rất là nhiều lần mình buồn, mình muốn bỏ cuộc, nhưng mà mình nhìn lại mọi người đã ở đây ủng hộ cho mình rất là nhiều. Mình phải làm tốt hết sức có thể thôi. I've never made this if I don't have you guys. Thật ra đây cũng là một cái tầm nhìn, một cái chiến lược của Linh khi mà tham gia cuộc thi này. Linh nghĩ là Linh tự đặt ra cho mình là mình phải quảng bá quê hương của mình. Quê hương của mình đẹp như thế này, phát triển như thế này, người dân dễ thương như thế này. Nên là Linh luôn mang cho mình trọng trách là mình phải quảng bá quê hương này. Linh nghĩ rằng trong quá trình vừa qua, bằng tất cả sự thể hiện của mình, sự nỗ lực của mình trong phần trình diễn hoặc là trong những cái hoạt động hàng ngày, thì Linh đã một phần nào đó quảng bá được hình ảnh của quê hương Tây Ninh mình, giúp cho mọi người biết tới Tây Ninh nhiều hơn. Đó cũng là mục tiêu của mình. Khi mà mình tham gia cuộc thi thì ai cũng muốn mình trở thành hoa hậu hết, ai cũng muốn mình có cơ hội để đội trên đầu chiếc vương miện danh giá hết. Cho nên là nếu mà Linh may mắn thì Linh sẽ làm hết sức của mình, làm bất bằng tất cả sự nỗ lực và trách nhiệm của một người đại sứ du lịch Việt Nam, có thể quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam đến bạn bè khắp quốc tế. Và quan trọng nhất là đêm nay Linh tự tin có thể hoàn thành tốt nhất phần thi của mình.